Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại channel của Ben. Thì hôm nay Ben sẽ hướng dẫn mọi người một món ăn rất là tốt dành cho chế độ ăn kiêng. Thì nguyên liệu rất là cơ bản, chỉ có avocado là bơ với lại cà chua đó, cherry tomato, rồi hai thứ. Rồi thêm tí xíu dầu liu nữa để bổ sung thêm một tí chất béo để cho trong quá trình trao đổi chất nó tốt. Rồi ngò này là ngò bên tự trồng nha. Rồi đây nữa là thêm ít hành tím nữa cho nó thơm hơn. Rồi muối tiêu thôi, rất là cơ bản, rất là đơn giản đó. Cái này là thích hợp cho ăn buổi trưa hoặc là buổi xế đều được. Do khẩu phần ăn của Ben thì một người ăn đó, nên Ben chỉ có này lớn quá, Ben làm nửa trái bơ thì là được rồi. Chứ nguyên một trái thì nó bị quá, nó quá cái lượng cần thiết á để mà giảm cân. Nếu các bạn có xem chương trình mà thách thức 30 ngày ép cân của Ben đó thì nhớ đăng ký subscribe nha. Đó, thì trong 30 ngày này Ben sẽ là tập luyện ăn uống clean food đó, để cho thanh lọc cơ thể nhất, rồi thứ hai là giảm cân nữa ha. Cái cà chua này thì mình cắt đôi ra là được rồi. Thôi vậy thôi, bự quá thì mình cắt 4. Thì đây là món salad rất là tốt với sức khỏe nha, nó phòng chống ung thư rất là cao và có nhiều vitamin nè, vitamin E nè, rồi vitamin C nè đó, đẹp da, rồi có thêm cái chất xương nữa, rồi ngủ ngon nữa đó. Các bạn thấy không, rất là đơn giản thôi, không có gì hết. Bơ này thì Ben dùng nửa trái thôi. Nếu các bạn ăn không hết một trái á thì Ben chỉ cho các bạn bảo quản là các bạn để nguyên hộp lại nha, đừng có bỏ ra đó, để nguyên hộp lại, rồi các bạn bọc thực phẩm lại rồi bỏ vào ngăn mát, thì ngày mai chúng ta sẽ sử dụng và bơ nó sẽ không có bị đen đó. Mình mai mình sử dụng bình thường. Thì do bơ Đà Lạt của Việt Nam nó lớn nên Ben ăn một ngày một nửa trái thôi. Ben sẽ ăn đúng một tháng. Và nếu các bạn mà muốn nhanh á thì các bạn chỉ cho nè, các bạn không cần phải lấy ra nha, các bạn cắt trực tiếp bên đây luôn đó, trực tiếp bên đây luôn, các bạn thấy không? Bơ này thì nó vừa chín tới nên nó còn hơi cứng một tí. Mình sẽ không bị dơ tay mà tiết kiệm thời gian nữa. Rồi thì sau đó chúng ta sẽ cạo như đây. Bạn thấy không, rất là nhanh, rất là đơn giản mà lại không dơ tay nữa, thấy không? Đó, thực sự bạn làm nó, khi mà các bạn ăn chay ăn kiêng á thì những thức ăn mình làm á nó phải đơn giản tí xíu, để thứ nhất là nó tiết kiệm thời gian chế biến nè, thứ hai là nó đủ dưỡng chất. Và mình nếu mà mình tiết kiệm thời gian chế biến được á thì mình mới theo được. Còn nếu mình làm nó lâu quá, mình nấu nướng nó lâu quá, nó sẽ rất là mất công đó. Rồi mình cần thêm một xíu hành ngó, mình cần thêm một xíu ngò rí nữa. Các bạn biết sao không, các bạn này các bạn bỏ cái lá parsley á, là ngò tây nó sẽ thơm hơn, mà ở đây em có nên em bỏ ngò rí xíu cho nó thêm hương vị thôi. Rồi các bạn thấy không, rất là đơn giản. Muối biển, khi mình ăn kiêng thì không cho muối nhiều quá nha, mình phải cho tí xíu gì để cho nó đã có cái hương vị ha. Rồi tiêu đó, dễ ăn hơn. Và dầu liu, tại vì mình ăn kiêng thì mình vẫn còn cần một tí xíu chất béo để cho nó trao đổi chất, nên mình sử dụng dầu liu là một cái phương án rất là thích hợp đó. Mình vừa thôi, đừng bỏ nhiều quá. Rồi bây giờ món ăn của chúng ta đã hoàn thành rồi, bây giờ mình chỉ cần đảo đều lên là được rồi. Các bạn thấy không, vài bước đơn giản là mình không muốn salad rồi. Thank you.
Nếu các bạn đã thích video clip này thì hãy nhớ like và share nha. Và đừng quên đăng ký ủng hộ kênh của Ben để đón xem những video clip sắp tới và hành trình 30 ngày giảm cân của Ben nha. Bây giờ thì chào tạm biệt mọi người.